con mình, em mình, người thương của mình. Nhiều khi họ mệt mỏi với cái tình cảm mà mình cho. Mình có tâm lý là khi mà thương một ai là dốc hết cái năng lực của mình cho người ta, muốn cho hết tất cả, muốn cái người đó phải thật sự là hoàn mỹ trong mắt của mình mới chịu. Họ không có cần nhiều như vậy đâu. Nhiều khi mình cho nhiều quá, mình quan tâm nhiều quá, nó bị phản tác dụng. Họ sẽ cảm thấy ngợp, sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy yếu đuối, bé bỏng trước mắt mình và cảm thấy sợ. Tại sao vậy? Tại vì mình thương một ai á, đồng thời mình cũng cấp luôn cho mình cái quyền là muốn thao túng cuộc đời của người ta, mình muốn nhồi nặng cuộc đời của người ta theo ý của mình. Rồi vô tình lại biến cái tình cảm của mình thành cái áp lực, tù ngục và xiềng xích. Rồi mình biện minh cho mình là gì? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là người ta có cần không? Người ta có hạnh phúc hay không? Mình phải biết á, ngoài cái tình thương của mình ra, người ta còn cần cái sự tự do nữa. Đó là cái nhu cầu. Mà mình dùng cái tình thương để mà cột trói, để mà xiềng xích á, thì đừng có trách sao mà người ta bức xích mà người ta chạy. Trời vai đứng giữa cuộc đời, cô đơn không muốn về nhà, chờ mong ai nắm tay tôi sẽ che và đồng lòng khi tôi khóc. Gió mát xua tan lo âu, non xanh che hết muộn sầu, là nơi tôi muốn dừng lại, nơi tồn tại thật lòng và cảm thông.